Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có chất lượng cacao tốt nhất thế giới. Từ việc chỉ xuất khẩu hạt cacao thô, đến nay những phong sô-cô-la sản xuất tại Việt Nam từ nguyên liệu cacao Việt Nam đã được xuất khẩu và ngày càng được yêu thích bởi người tiêu dùng quốc tế. Cây cacao Việt Nam đang có rất nhiều tiềm năng để phát triển. Nhưng để phát huy tiềm năng đó và khuyến khích người dân gắn bó bền vững với cây cacao thì không phải là bài toán dễ dàng. Hiện diện tại Việt Nam từ năm 1994, công ty liên doanh Puratos Grand Place là một trong những doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên quảng bá và đưa hạt cacao Việt Nam vào quy trình sản xuất sô-cô-la. Mặc dù đã đầu tư gần 10 triệu đô la Mỹ vào hoạt động sản xuất và nghiên cứu sản phẩm tại Việt Nam, cho đến nay, nguyên liệu cacao Việt Nam vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất của công ty. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất sô-cô-la của công ty, chúng tôi phải nhập khẩu thêm hạt cacao từ Philippines hay Indonesia. Chúng tôi rất hy vọng sẽ có thêm nhiều nông dân Việt Nam trồng cacao vì thực sự chất lượng hạt cacao của Việt Nam rất tuyệt vời. Trên thực tế, giá chúng tôi thu mua hạt cacao tại Việt Nam đang ở mức cao nhất thế giới. Nguồn cung nguyên liệu hạn chế cũng chính là một trong những nội dung chính được đề cập tại Hội nghị Cacao Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Đại sứ quán Bỉ tổ chức ngày 18 tháng 11 vừa qua tại Hà Nội. Tại đây, các chuyên gia đã thảo luận và khẳng định sự cần thiết của việc xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất cacao, cũng như thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài để quảng bá thương hiệu cacao Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tôi không dùng là người nông dân, mà chúng tôi dùng là những nhà cung cấp, họ cung cấp tới tổ hợp tác và hợp tác xã, và những cái chủ thể đó cũng là cái nhà cung cấp cho cái cacao chủng Đức. Và cacao chủng Đức sẽ là sơ chế và chế biến ra những sản phẩm như là chocolate, như là bột, như là rượu, những cái giá trị thẳng dư, và để mà bao tiêu cái giá cho bà con nông dân. Với diện tích hiện có thì tầm 5.000 hecta và sản lượng cũng tầm khoảng cỡ 5.000 tấn đô lại. Ngành cacao Việt Nam thì nó chiếm chưa tới 0.1% của sản lượng của thế giới. Do đó là công ty cũng đang mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác với các cái đối tác của nước ngoài để có thể tạo ra được cái sản phẩm cacao có giá trị và mang cái đặc trưng của Việt Nam mình để xuất cái sản lượng đó ra thị trường thế giới. Hàng năm, ngành công nghiệp sô-cô-la đang tiêu thụ hơn 4 triệu tấn hạt cacao từ khắp nơi trên thế giới, với mức tiêu thụ sô-cô-la tăng trung bình 5,7% một năm. Với những lợi thế độc đáo về hương vị cũng như nền tảng chuỗi cung ứng bền vững, tuân thủ các quy định về đảm bảo quyền lợi của người nông dân, Việt Nam cần nắm bắt cơ hội để vươn lên trở thành một quốc gia cacao mới, khẳng định thương hiệu trên bản đồ cacao quốc tế.